Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay vào ngày của mẹ, ăn mặc giản dị và kín đáo, nhưng cư dân mạng lại tập trung vào chiếc thắt lưng. Ngày 9 tháng 5 hàng năm là ngày của mẹ. Ngày này, nhiều người sẽ gửi lời chúc phúc đến mẹ, cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục. Các ngôi sao trong làng giải trí hết ngày này đến ngày khác hoặc ở bên mẹ, hoặc đăng ảnh chụp chung với mẹ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bận rộn với công việc trong ngày của mẹ này. Vào buổi trưa, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay, ăn mặc giản dị và cư dân mạng lại tập trung vào chiếc quần cặp trễ. Triệu Lệ Dĩnh là một nghệ sĩ khá kín tiếng. Cô rất chuyên tâm vào công việc nên hiếm khi thấy ảnh đời tư trên Weibo của mình. Kể từ sau khi ly hôn với chồng cũ Phùng Thiệu Phong, cô càng trở nên trầm mặc. Không phải chỉ hiếm khi xuất hiện trước công chúng, thậm chí tần suất cập nhật trạng thái Weibo càng ngày càng ít đi. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ của cô không khỏi lo lắng. Nhưng điều này thực sự không cần thiết vì Dĩnh bảo chuyên tâm vào công việc. Đây cũng là ngày của mẹ thứ hai mà Triệu Lệ Dĩnh được làm mẹ. Thật không may, con trai cô không ở bên cô trong ngày này. Dĩnh bảo và Phùng Thiệu Phong quá bận rộn với công việc, chăm sóc con cái đều được người lớn tuổi hai bên chăm sóc. Vì Dĩnh bảo có một hoạt động cần tham gia trong ngày này nên cô và trợ lý đã cùng nhau xuất hiện tại sân bay. Từ những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh khi xuất hiện tại sân bay ăn mặc rất giản dị, đeo khẩu trang trắng, đầu đội mũ lưỡi chai đen, áo phông dài tay màu đen ở thân trên, mặc một chiếc quần jean ống rộng bên dưới, trên vai là một chiếc túi màu trắng, trang phục mới mẻ, trẻ trung, trên người tổng thể không có phụ kiện nào. Cô ăn mặc giản dị giống như một người qua đường, ngoại trừ những tay săn ảnh có thể nhận ra cô, còn người khác thì tưởng cô chỉ là một hành khách bình thường. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay vào một ngày của mẹ với phong cách giản dị. Một cư dân mạng để lại lời nhắn: "Tôi tập trung vào cặp quần của Dĩnh Bảo vì tôi nhìn thấy một chiếc ghim trên cặp quần jean của cô ấy. Có vẻ như cô ấy sợ bị tụt khi mặc chiếc quần jean size nhỏ nhất, nên cô ấy đã dùng ghim để cố định lại. Nhìn cô ấy eo ót, ai mà không ghen tị với bộ dạng này." Nhưng một số người hâm mộ lại lo lắng. Sau khi ly hôn, cô ấy bận rộn với công việc, dù không nói gì với thế giới bên ngoài, nhưng ai cũng có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cô ấy. Dường như Dĩnh bảo trong thời gian này, cô ấy sút cân rất nhiều. Bạn có nghĩ như vậy không? Mong cho cô ấy luôn giữ được vóc dáng. Chúng ta cùng ủng hộ cho cô ấy nhé.